hơn người khó được phần tựa trong kinh phạm giọng nói một khi mất thân người dạng kiếp khó gặp điều này rất khó thân người không dễ đạt được nhưng rất dễ đánh mất khó được dễ mất trong kinh niết bàn lại nói hơn người khó được như qua ưu đàm chúng ta nói đến đàm qua cái gọi là qua đàm xuất hiện thời gian qua đàm nợ rất ngắn đều nợ lúc nửa đêm 12 giờ đêm thời gian qua nợ chỉ khoảng nửa tiếng nửa tiếng sau là qua héo một tiếng sau là qua rụng Nên không dễ đạt được Đặc biệt là ở vùng đất Trung Nguyên Chỉ nghe nói có hoa đàm nhưng chưa từng thị Ở vùng nhiệt đời Nam Dương nhiều hơn Được thân người như đất trong móng tay, mất thân người như đất của đại địa, trong kinh Đức Phật nói như vậy. Ừ, Tịnh Xá Kỳ Viên. Có một lần trong công trình Đức Phật dẫn một số đệ tử đi xem công trình. ngài tiện tay bốc một nắm đất sau đó ngài đem nắm đất này rải ra trên đất trong tay không còn nữa chỉ còn lại một chút trong móng tay chư vị đệ tử thỉnh giáo ngài động tác này nói lên điều gì đức phật nói con người có được thân người khi đánh mất thân người này nếu có thể đạt được thân người lại giống như đất trong móng tay của ta vậy khi mất thân người đời sau không thể được thân người giống như đất ta rải trên mặt đất Vậy bên nào nhiều Không cần xứng Chứng tỏ Cơ hội được thân người rất khó Được thân người nhất định phải nắm chắc Trong thời gian ngắn ngủi đó Có cơ hội thoát ly luân hồi lục đạo Có cơ hội chứng được vô thượng bồ đề Thật sự phải dựa vào vận khí. Vận khí không phải ngẫu nhiên. Vận khí là thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Trong đời này chúng ta có thể gặp được Phật pháp, chứng minh nhiều đời kiếp quá khứ ta từng cúng dường vô lượng Như Lai. Trong kinh Đức Phật đã nói như vậy Đời này ta có thể gặp được Đương nhiên vẫn có chướng ngại Chướng ngại này là tập khi bất thiện Tích lũy từ nhiều kiếp tạo nên Thông thường gọi là nghiệp chướng Khi biết rồi phải sám trừ nghiệp chướng Bây giờ chúng ta biết có rất nhiều phương pháp sáng trừ nghiệp chướng. Thông thường người ta tụng kinh lạy Phật lễ sám. Đây là phương pháp sáng trừ nghiệp chướng của người bình thường. Người dùng phương pháp này rất nhiều Người có trình độ cao hơn một chút Nghiên cứu kinh giáo Tu hành chỉ quán Đoạn ác tu thiện Đây là người thuộc bậc trung Hàng căn tánh bậc thượng biết được công đức danh hiệu của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn thiện trong các điều thiện không có gì thiện hơn điều này nhất tâm thỏa trì mỗi danh hiệu diệt vô lượng tội nghiệp trong kinh nói nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật một niệm tương ứng này Diệt tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp Người bình thường chúng ta nghe được Rất khó tin Rất khó tiếp thu Đức Phật nói có khoa trương có quá đáng chăng? Điều này chúng ta nhất định phải biết Phật Bồ Tát thuyết Pháp Nhất định là chân thật Không quá đáng chút nào Không khoa trương chút nào Vấn đề là chúng ta không làm được Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này Với người biết niệm Với hàng thượng thượng căn Niệm một câu Phật hiệu Công đức không giống nhau Chúng ta niệm câu Phật hiệu này Không thể tương ưng với chư Phật Bồ Tát Vì sao vậy? Vì trong câu Phật hiệu này có sen tạp có hoài nghi có gián đoạn không hoài nghi không gián đoạn không xen tạp là bồ tát đại thế chi dạy chúng ta đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục phương pháp niệm này mới hữu hiệu chúng ta ngày nay không nhíp được lục căng không nhíp được lục căng đang tạo nghiệp mắt thấy sắc Thầy tất cả người sự vật lập tức liền khởi tốt xấu Tôi thích điều này tôi ghét điều kia Đây chính là tạo nghiệp Nó sẽ khởi tâm động niệm Sẽ phân biệt chập trượt Tai nghe âm thanh lưỡi nếm dị Lục căng đối với cảnh giới lục trần Đều đang tạo nghiệp Tóm lại mà nói Nghiệp này gọi là nghiệp luân hồi Ta đang tạo ra luân hồi lục đạo Thiện nhiều ác ít Cảm ứng với ba đường lành Ác nhiều thiện ít Cảm ứng với ba đường ác Tức là làm chuyện này Dùng tâm này niệm Phật Chỉ có thể trồng thiện căn Không thể giống như trong kinh nói, Vì tội nghiệp nặng như vậy. Những gì Phật nói không phải dạ dội, Mà do tâm chúng ta không thanh tịnh, Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng niệm Phật, Công đức này sẽ rất lớn. Như những gì Đức Phật nói, Phật nang trực Trực là gặp được Không dễ gì gặp được Phật Trước thời Đức Thế Tôn Thời gian rất dài Thế giới này không có Phật Sau khi Đức Phật diệt độ Vị Phật tiếp theo Là Bồ Tát Di Lặc Thị hiện thành Phật ở thế gian này Phải 56 ước 7 ngàn dạng năm sau Trong thời gian dài như vậy Không có Phật xuất thế Pháp dẫn của Đức Thế Tôn Nghĩa là Pháp của Ngài ảnh hưởng Chỉ có 12 ngàn năm 12.000 năm so với 56 ức năm quá ngắn ngủi. Có Phật ra đời Con người sẽ có cơ duyên được độ Liễu sanh tử suốt tam giới Không có Phật ra đời Sẽ không có cơ hội này Sanh đến nhân gian cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng ta tuy không sanh cùng thời với Đức Thế Tôn, nhưng sanh trong phạm vi pháp vận của Đức Thế Tôn. Điều này không dễ. Pháp vận của Phật là 12.000 năm. Chúng ta sanh vào lúc này là cuối cùng của ba ngàn năm Mở đầu của bốn ngàn năm Theo ghi chép của người xưa Năm nay là Đức Phật diệt độ Ba ngàn không trăm ba mươi tám năm Rất may mắn không dễ gì tuy phật không còn nhưng kênh điện còn từ trên kênh điện chúng ta biết về đức phật chúng ta hiểu về ngài Chúng ta tin rằng trí tuệ của Đức Phật vô lượng vô biên. Đức năng không thể nghĩ bài. Phát tâm quy y, phát tâm học tập theo Đức Phật. Mở kinh điển ra đối diện với Đức Phật. Chí thành đảnh lễ Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Lời của Tổ sư Ấn Quang, nghĩa là chúng ta gặp được Phật, Đã được lợi ích như thế nào, then chốt ở chỗ, tâm chân thành cung kính đối với phật như thế nào là thật không phải giả trong số các bạn đồng học tôi được lợi ích nhiều hơn một chút nguyên nhân là gì không phải thông minh trí tuệ hơn người khác không phải phước đức lớn hơn người khác không phải vậy những điều này tôi không bằng người khác hơn người khác một chút chính là tâm cung kính nhiều hơn một chút quý vị có một hai phần tâm cung kính tôi có mười mấy hai mươi phần cung kính chỉ như vậy mà thôi đối với giáo huấn của thánh hiền thế gian xuất thế gian chỉ có tin thật. Thật muốn học. Quý vị mới có thể được lợi ích. Nếu như không phải tin thật học thật sẽ chẳng đạt được lợi ích. Gặp rồi cũng chỉ là con số không. Điều này trong kinh Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rất khó quả thật không phải là chuyện dễ bên dưới đưa ra phẩm thọ lượng trong kinh pháp hoa nói trong kinh có một đoạn như vậy tỳ kheo nên biết chư phật ra đời khó có thể gặp được cho nên vì thế những người đức mộng Đức mỏng không dày Đức hạnh không cao Quá là trải qua Vô lượng trăm ngàn vàng ức kiếp Phải trải qua thời gian dài như vậy Hoặc có thấy Phật hoặc không thấy Phật Vô lượng trăm ngàn dạng ức kiếp trong thời gian dài như vậy có thể gặp được phật hay không còn chưa biết được nên vì điều này ta mới nói rằng này các tỳ kheo như lai khó có thể gặp được đức phật không dễ gì xuất hiện ở thế gian những lời này đều là khuyên chúng ta Cần phải quý trọng nhân duyên Quả thật nhân duyên không nhiều Trong bài kệ Khai Kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Vì sao chúng ta gặp được Phật là rất may mắn là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay vậy mà ta đã gặp được gặp được phật nghĩa là gặp được cơ hội liễu sanh tử xuất luân hồi quý vị không gặp được là không có cơ hội này gặp được đời này rất có thể quý vị sẽ thành phật, quý vị thật sự buông bỏ, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là quý vị thành công. Phật nói từng câu từng chữ đều là thật. Nếu không chịu buông bỏ, nói không dễ nghe một chút gọi là hạ thấp bản thân mình. Sự gặp gỡ của một người trong đời, sự gặp gỡ đời đời kiếp kiếp không thể trách người khác. Tất cả đều là tự làm, tự chịu. Bên dưới đưa ra một ví dụ Đương thời lúc Đức Phật ở thành dương xá tại nước Ấn Độ Trong kinh có ghi chép điều này Trong thành chỉ có một phần ba người thấy được Phật Đức Phật mỗi ngày ra đi khất thực lúc này sẽ thấy được phật một phần ba số người chỉ nghe danh phật chứ chưa thấy được phật biết được có một người như vậy có người nói với họ nhưng chưa thấy mặt ngoài ra còn có một phần ba số người không thấy không nghe đức phật ở thành dương xá thời gian rất dài giảng không ít kinh điển vậy mà vẫn có một phần ba số người không hề hay biết cho thị gặp phật rất khó gặp phật không phải là chuyện dễ dàng Ngày nay ở thế giới này Tin tức Truyền bá trong đại chúng phát triển Nên không ít người biết quá Phật Chưa thấy Phật có ai không biết chăng Có Địa cầu này lớn như vậy Có rất nhiều người căn bản không biết Chúng ta có thể thấy được Biết được ấn tượng trong lòng những người này rất mơ hồ Đại đa số đều cho rằng Phật là mê tín là tu giáo Xem chư Phật Bồ Tát giống như thần minh người như vậy trong thời đại này là đại đa số còn người thật sự nhận thức thấu triệt đã ít lại càng ít do đó mới biết bản thân chúng ta đối với nhân duyên này là đáng quý biết bao khó được biết bao có niềm tin có trí tuệ là khó trong các điều khó thật sự khó thật sự tin tưởng là quý vị có trí tuệ có trí tuệ mới có thể nhận thức mới có thể lý giải không có trí tuệ quý vị coi là mê tín là thần minh đó là không có trí tuệ tin trong nhà phật niềm tin đầu tiên là tin vào bản thân mình không phải tin vào người khác điều là rất khó tin chính mình là sao bản thân vốn là phật nho giáo dạy học cũng đặt vấn đề này lên hàng đầu nho giáo thừa nhận bạn tâm vốn thiện bản tánh vốn thiện là thánh nhân nếu nghe kinh kinh này tức là bộ kinh vô lượng thọ này tin thích thọ trì khó trong các điều khó không có gì khó hơn đây là thật vì sao đức phật nói như vậy bên dưới quan niệm tổ chú giải rất hay tuệ có thể sanh tính giải nên nghe kinh tin hiểu vui thích hiện nay như thế nào hiện nay không có trí tuệ người bây giờ toàn tâm toàn lực truy tìm là tri thức không phải trí tuệ bởi vậy tri thức rất phong phú nhưng biểu hiện của họ rất nông nổi nếu họ có trí tuệ những biểu hiện của họ vô cùng hài hòa vững vàng ta có thể nhận ra được điều này trong đời này tôi thấy được một người là đại sư chương gia ngôn hành cử chỉ của ông giống như đang ở trong điệm động tác ngôn ngữ rất chậm rất đơn giản rất có sức mạnh chúng ta gặp và nói chuyện với đại sư không thể không khâm phục oai nghi của đại sư đã nhiếp phục được chúng ta ngày nay chúng ta tìm đâu ra được người như vậy không có người như vậy không thể phục hưng giáo pháp không có trí tuệ sẽ giải thích sai kinh điển bản thân mình sai không sao ảnh hưởng đến xã hội đại chúng mới là điều rắc rối hoàn toàn giải thích sai người ta quan niệm rằng biết trước là đúng đến khi gặp được những điều đúng đắn họ cũng bài xích tôi giải thích khác anh anh đã sai lầm rồi Chỉ trích chủ trích của người xưa giải là sai lầm nặng nề. Điều này liên quan rất lớn. Lớn ở đâu? Xã hội động loạn, địa cầu thiên tai không dừng được. Không cứu được. Nếu thật sự cứu được mình Cứu bản thân không phải cứu thiên tai trước mắt chúng ta Cứu bản thân là không đọa vào ba đường ác Đây là điều kiện thật nhất Người thông minh hơn cứu bản thân là gì? Tôi không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Đó mới thật sự là cứu chính mình Cao nhất là Tôi muốn thành Phật Đạo Đây là ba bậc thượng trung hạ Bậc thượng muốn thành Phật Bậc trung muốn ra khỏi luân hồi lục đạo Đây là bậc trung Hàng hạ căng là tôi không đọa vào ba đường ác đây gọi là cứ bản thân không phải chuyện nhỏ nhặt trước mặt nếu không có trí tuệ hoàn toàn không làm được tâm lượng phải có trí tuệ lớn Nguyện vọng của bậc trung cần đến trí tuệ bậc trung. Nguyện vọng nhỏ là muốn mình đời sau vẫn được thân người không đọa vào ba đường ác, đây là trí tuệ ít, không có trí tuệ đều không làm được. Cho nên ở đây Đức Phật nói, có tính tâm, có trí tuệ để nghe pháp là khó trong các điều khó. ngày nay có người nghe pháp nhưng người có tính tuệ nghe pháp ít lại càng ít hơn người khó được phật pháp khó nghe tịnh tâm khó tin ngày nay đã đạt được những điều khó được nghe được những điều khó nghe tin được những điều khó tin Nếu thêm vào trí tuệ nữa Quả thật là khó trong các điều khó Ta cần phải có trí tuệ phật khuyên người tu hành nên tin sâu nguyện thiết niệm Phật cầu sanh đừng nên bỏ lỡ. Nếu bỏ qua lần này thì quả đúng là sai lầm lớn. Chúng ta thật sự là quá sai lầm. Cơ hội lần này rất khó gặp được. Gặp được nhân duyên này không dễ chút nào nên biết nhân duyên này khó gặp được như vậy mới biết trân trọng nó tính tâm và trí tuệ quan trọng hơn bất kỳ điều gì tuệ nhất định phải từ buông bỏ tuệ đạt được từ trăm định không phải nhờ đa văn mà được đa văn thuộc về tri thức trong định sinh ra tuệ đó là trí tuệ là tự tánh vốn có tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất phật dạy chúng ta phải tu như thế nào nhưng căn bản của căn bản phật pháp hay thị pháp không có gì khác nhau hiếu thân tôn sư là căn bản của căn bản hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng nếu không có hai nền tảng này xảy ra vấn đề là phá hoại hết tất cả dù quý vị học như thế nào cũng không thể thành tựu đều là giả ngụy trang tốt đến đâu thì cũng là giả không phải thật sẽ có một ngày quý vị bị lộ chân tướng. Đến lúc mọi người nhìn thấu rồi, quý vị không đáng một đồng. Làm người không thể bất hiếu cha mẹ, không thể không tôn trọng thầy Đức Phật nói rất hay Chúng ta có được thân mạng là nhờ cha mẹ Có được quệ mạng là nhờ thầy Con người có hai mạng Thân mạng và quệ mạng Quệ mạng quan trọng hơn thân mạng bất hiếu cha mẹ không kính sư trưởng tội nghiệp này đọa vào vô gián địa ngục trong tội ngũ nghịch của nhà phật thứ nhất là giết mẹ thứ hai là giết cha đây là bất hiếu giết cha mẹ thứ ba là giết a la hãn a la hán là thầy thứ tư là làm thân phật chạy máu thứ năm là phá hòa hợp tăng phá hoại chánh pháp của tăng đoàn chướng ngại chánh pháp phá hoại chánh pháp phạm năm nghịch tội này là đọa địa ngục a tỳ nặng nhất trong các tội ai dám phạm người không tin nhân quả dám không tin nhân quả vấn đề này không phải không tin là không có tin thì có không tin thì không có vậy tôi cũng không tin nhưng ở đây không tin nó vẫn có Bất luận là tin hay không tin. Đến khi ta mạng chung nó liền xuất hiện. Chạy cũng không thoát. Bởi thế không thể không biết điều này. thường nghĩ đến giáo huấn của phật giáo huấn của thánh hiền địa ngục rất đáng sợ từ xưa đến nay bao nhiêu người sợ khổ địa ngục họ mới phát tâm bồ đề chỉ có không tin nhân quả phật pháp gọi là nhất xiển đề nhất xiển đề là tiếng phạn dịch sang tiếng trung quốc là không có thiện căn họ không tin họ không sợ nhưng đến lúc hối hận cũng không kịp ở đây nói rất nhiều thứ thật tướng các pháp chân tướng. Phật biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết mười phương Phật cũng biết. Có thể thấy vô lậu thâm thâm mà Đức Phật thành tựu được vô lậu chính là chúng ta thường nói lục căng ở trong cảnh giới lục trần không khởi tâm không động niệm gọi là vô lậu lậu là phiền não khởi tâm động niệm là có phiền não không khởi tâm không động niệm là thẩm thâm thẩm thâm là rất khó lý giải nói cũng không cách nào nói được làm sao có thể khiến người nghe hiểu được cho nên đây là pháp Di diệu không thể nghĩ bàn không thể tưởng tượng không thể diễn tả bằng lời nói pháp này gọi là Thấu tột thật tượng các pháp Thật sự hiểu rõ thấu triệt Hiểu rõ ràng Chỉ có Phật mới có thể biết được Thanh văn ước kiếp suy nghĩ đến trí Phật Dùng hết thần lực của họ Cũng không thể đo lường được Thanh văn là tiểu thánh A-la-hạng à, Chúng ta cảm thấy thần thông và trí tuệ của A-la-hán rất cao siêu Nhưng thua xa Phật, thua quá xa Họ là học sinh tiểu học, Phật là lớp tiến sĩ tốt nghiệp Không thể đo lường được Như phẩm phương tiện trong Kinh Pháp Hòa nói Ta và mười phương Phật đều có thể biết được việc này Pháp này không thể hiển thị Đây là thật tượng các Pháp Không cách nào chỉ thị Không thể nói Trừ Đại Bồ Tát có tính lực kiên cố Ngoài ra không ai có thể biết được Đây là nói đến niềm tin vấn đề của người thời này đích thực là do đánh mất lòng tin điều này gia tăng thêm mức độ khó vô cùng lớn không tin ngày nay làm sao để có thể giúp con người tìm lại được lòng tin Chúng ta mới được cứu Không tin không cứu được Tính tâm đầy đủ Nghĩa là đại tâm phàm phu Mà trong kinh nói Họ tin Pháp di diệu thậm thâm Đức Phật nói Điều này không dễ nên trong kinh này chữ then chốt quan trọng chúng ta tuyệt đối không được sơ xuất như kinh này nói đương lai tất cả hàm linh đều y theo pháp này mà được độ thoát trong kinh này đức thế tôn nói với chúng ta đương lai là tương lai Sau khi Đức Phật diệt độ Đều gọi là tương lai Cho đến khi Pháp giận của Đức Thế Tôn Bị quỷ diệt khỏi thế gian Thời gian này trong kinh có nói là 12.000 năm Chánh Pháp của Phật là 1.000 năm Tượng Pháp 1.000 năm mạt pháp mười 000 năm tổng cộng là mười hai ngàn năm đây là pháp giận của đức thế tôn nếu dùng cách nói hiện nay tầm ảnh hưởng dạy học của đức thế tôn về không gian tầm ảnh hưởng của ngài đến toàn địa cầu Phật giáo biến khắp toàn cầu Về mặt thời gian mà nói Ảnh hưởng của Ngài là 12.000 năm Ở trước chúng ta Đọc chú giải của Hoàng Niệm Tổ Dẫn chứng lời trong Kim Nhân Dương Lời đó cũng là Đức Phật nói Nơi đến thời chánh Pháp, tượng Pháp, mạc Pháp của Phật Nói rất hay, rất có lý Pháp giận của Đức Phật làm gì có chuyện Thắng hay lịa không có Phật Pháp là bình đẳng Sự thù thắng hay suy diệt của Pháp Hoàn toàn do con người Đạo lý này là thật Đức Phật đã nói Đầy đủ ba điều kiện nghĩa là chánh pháp Bất luận là lúc nào Có người giảng kinh Có người tu hành Có người chứng quả Đây là thời chánh Pháp Có người giảng kinh Có người tu hành Không có người chứng quả Gọi là tường Pháp Có người giảng kinh Không có người thật sự tu hành Quan hỷ khi nghe kinh nhưng không chân tu Đương nhiên không có chứng quả Đây gọi là mạc Pháp Đến lúc không có người giảng kinh Thì gọi là diệt pháp Kinh tuy vẫn còn không ai học Phật Pháp sẽ diệt Cách nói này trong nhân dương kinh rất hay Theo cách nói 12.000 năm này Chúng ta sống vào thời mạt Pháp Nhưng ngày nay chúng ta đang học tập Đời này thật sự giảng sanh Đó là chánh pháp trong thời mạt pháp Giảng sanh là chứng được Sanh đến thế giới cực lạc Đều làm Bồ Tát A Duy diệt trí Đây là đại thừa diệu quả Chúng ta đọc đến đoạn kim giang này đều là do Đức Phật nói. Ngài đang động viên chúng ta, khuyến khích chúng ta, khen ngợi chúng ta. Chúng ta tuy ở trong thời mạt Pháp, nhưng có thể thành tựu, có được thành tựu của chánh Pháp. Điều này quá thù thắng. Tuy hiện nay là mạt Pháp, nhưng khu vực này đến một người giảng kinh cũng không Có. Nó sẽ biến thành diệt pháp Cũng may hiện nay chúng ta dùng những công cụ khoa học Khiến cho toàn bộ địa cầu không đến nội đi đến mức độ diệt pháp Vệ tinh mạng internet lúc nào cũng có thể xem được kinh điển trong hoàn cảnh trước mắt chúng ta biết đào tạo nhân tài giảng kinh thuyết pháp là điều quan trọng nhất nếu không có người giảng kinh pháp sẽ gì hiện nay vẫn còn công cụ khoa học phải tận dụng nó tối đa lợi dụng nó để hỗ trì chánh pháp tu đại công đức không chấp tướng là công đức chấp tướng là đại phước bao là lợi ích của thế gian không chấp tướng đem công đức này hồi hướng cầu sanh tiệm độ đó là đại công đức Quả báo thù thăng Không ai có thể tưởng tượng được Quý vị xem Phật Pháp sắp diệt Nếu họ có thể phát tâm làm công việc này Để cứu giảng Bất luận tâm của họ là tà hay chánh Họ cũng đã cứu được Phật Pháp Công đức thật không thể nghĩ bàn Đó là phát tâm bất chánh Sao gọi là bất chánh Vì tự tư tự lợi Vì danh gian lợi dưỡng của mình Phước đức cũng rất nhiều Vì sao vậy Vì họ đã cứu lấy Phật Pháp Phật Pháp có truyền thừa Không những người bây giờ được lợi ích Nếu truyền thừa được Từ đời này qua đời khác thì công đức này vô cùng lớn ngoài phật giáo ra thì nho đạo cũng rất đáng nể gặp được người có nhân duyên này đúng như cổ nhân nói vì kế thừa tuyệt học của các bậc thánh hiền vì dạng thị mở thái bình đây đều gọi là hạnh phổ cứu tất cả thế gian trong kinh nói là hạnh cứu thế đem công đức này hồi hướng tịnh độ làm gì có chuyện không giảng sanh không muốn giảng sanh tịnh độ ở thế gian này là đại phước báo phước báo này tuyệt đối không thể hưởng hết trong một đời phước báo lớn này giống như các đế dương thời cổ đại phải truyền mấy mươi đời tính nguyện hạnh không thể tách rời liên quan rất mật thiết. Thọ là tính thọ, trì là chấp trì. Pháp môn Tịnh độ Nó vào từ hữu môn Chứ không phải là không môn Vậy chúng ta chấp trì Chấp là gì? Là chấp trước Tất cả Pháp thế suốt thế gian đều không chấp trước Chỉ chấp trước A-di-đà Phật Trong kinh giáo chúng ta chỉ chấp trước kinh vô lượng thọ Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Từ chấp trước Khi đã thâm nhập rồi sẽ không chấp trước nữa Từ chấp trước đến không chấp trước Gọi là không bàn mà hợp Không thể nghĩ bàn Y giáo phụng hành Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Nhất định phải tuân thủ giáo huấn trong kinh điển Kinh điển là giáo huấn của Đức Thế Tôn Mở kinh điển ra Giống như Đức Thế Tôn đang ở trước mặt chúng ta vậy Cung kính tiếp thọ Chân thành phụng hành một phương hướng một mục tiêu là chuyên niệm Phật A Di Đà. Đồng thời lại thư tả đọc tụng tán thán, diễn thuyết, cúng dường. Đây là công việc phải làm hàng ngày. Thư tả, ngày nay chúng ta là biên tập ứng tụng, đọc tụng tức mỗi ngày phải siêng năng học tập. tàn thang độc tụng kinh điển là tàn thang nhất tâm chuyên niệm là tàn thang diễn thuyết diễn là biểu diễn đem những gì học được thực hành vào trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã làm được đem ra biểu diễn cho người khác thấy. Đây là gì? Thân giáo. Thân giáo sau đó mới có ngôn giáo, ngôn giáo là nói. Lấy công đức này cúng dường vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng gia kinh làm được là chân chánh cúng dường như các công đức thắng diệu ở trên thắng là thù thắng diệu là di diệu chúng ta có thể làm được như thế đây là công đức thù thắng di diệu. Lấy tâm chí thành, tâm không hai, hồi hướng tịnh độ. Hai câu này rất quan trọng, chí thành là chân thành đến cực điểm. Không hai nghĩa là nhất tâm. Nhất tâm nhất ý trong tâm không có tạp niệm Không có vọng tưởng Chỉ có thế giới cực lạ Y chánh trang nghiêm Chỉ có sáu chữ hồng danh Của Phật A-di-đà Gọi là giảng đức hồng danh Hồi hướng như vậy Hồi hướng phải có năng lực không phải không có năng lực hồi hướng Chỉ hồi hướng bằng miệng không thôi Không khởi tác dụng Phải có hành động Y giáo phụng hành Lấy công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ Nên gọi là nhất tâm như vậy cầu tịnh độ Thế giới Tây Phương cực lạc Nguyện này, ý niệm này, niệm niệm đều không mất đi. Trong đời này của chúng ta phải làm sao? Đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, không làm hành vi xấu nào, chính là vì đến thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà. như vậy là đúng đức phật sẽ thọ ký cho chúng ta đức phật vì điều này mà thọ ký rằng chắc chắn giảng sanh nước cực lạ đây là đức phật thọ ký cho chúng ta chúng ta nhất định được giảng sanh câu sau có thể là đức phật thấy được Người như thế khi lâm mạng chung Phải gặp tai họa Tai họa gì? Lửa lớn đầy trong ba ngàn đại thiên thế giới Có thể chăng? Có thể Từ kính diễn vọng của thiên văn Chúng ta quan sát được Có một tinh hệ lớn giống như hệ ngân hà vậy toàn bộ bị đốt cháy trong kính diễn vọng nhìn thấy một mảng sáng màu đỏ ánh sáng lửa bốc lên trong đó có không biết bao nhiêu tinh cầu hệ ngân hà này có lúc nào bị như vậy chăng? Rất có thể. Các nhà khoa học dự đoán sự đốt cháy của Thái Dương còn khoảng 60 ức năm. Đốt đến cuối cùng nó sẽ bùng nổ, đó chính là sự quỷ diệt của hệ Thái Dương. Thời gian quỷ diệt của hệ Ngân Hà càng dài. Đây chính là trong kinh nói thành trụ hoại không. Đến khi sắp kết thúc kiếp hoại sẽ biến thành kiếp không, không có gì cả. Khi sắp kết thúc thì tam tai hiển tiền. Tam thiên đại thiên thế giới trong vũ trụ này có lửa lớn, có nước lớn, có gió lớn, Ba đại thảm quả Người niệm Phật Người tu được nhiều công đức Gặp đại tam tai này Cũng có thể vượt thoát Giảng sanh cực lạc Công đức này lớn biết bao Quả là không thể nghĩ bàn ngay lúc này Đức Phật hiện thân ra Để tiếp dẫn chúng ta Giảng sanh thế giới cực lạc Nhất định phải nhớ Chắc chắn Phật đến tiếp dẫn Quý vị nói Đức Phật quên chăng Như vậy là tâm ta khởi nghi ngờ Sanh đến thế giới cực lạc Ở trong biên địa nghi thành Tuyệt đối không được có hoài nghi này Sao Đức Phật có thể quên chúng ta được Làm gì có đạo lý này Đến tiếp dẫn chúng ta Là bổ nguyện của Ngài Ngài đã phát lời nguyện này Nguyện rồi thì cần phải thực hiện Ngài đến như thế nào? Ngài phân thân đến Quá thân đến Một thân có thể quá vô lượng, vô biên, vô tận, vô số thân Bất cứ người giảng sanh nào Trong mười phương thế giới Nhân duyên thành thuộc đều không sót người nào Phải tin Trong Hoàng Nguyên Quán Quốc sư Hiền Thụ Nói ba loại chu biến Tuyệt đối không được hoài nghi Loại chu biến thứ nhất là Chu biện pháp giới Nghĩa là thế nào ý niệm của chúng ta Nhất niệm của chúng ta là A-di-đà Phật Ý niệm này lập tức chù biện pháp giới Phật A-di-đà có biết chăng? Biết Nếu thọ mạng chưa hết biết được ngài cũng không đến khi nào đến thọ mạng niệm vừa khởi là ngài hiện ra ngay lập tức nhìn thấy nhất định phải phật a di đà đến tiếp dẫn chúng ta nếu không có phật đến tiếp dẫn chúng ta không tìm được thế giới cực lạc chắc chắn lạc mất phương hướng Mê như vậy là sai Không biết đi về đường nào Chắc chắn giảng sanh Nhưng không biết giảng sanh về đâu Cho nên phải kiên định tính tâm Không được có chút nghi ngờ nào Chúng ta ở đây vừa phát tâm Phật A-di-đà liền biết được Thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ Phật từng giờ từng phút chú ý đến quý vị lúc nào cần đến tiếp dẫn tuyệt đối không bỏ sót so. nên phải bỏ hết tình chấp Duy chỉ còn kính ngưỡng tin theo Tâm thái của chúng ta Đối với Phật đoan chăng Là kính ngưỡng Tôn trọng đối với Phật Thật sự có lòng tin tín ngưỡng đối với Phật Trong niềm tin này có sự thành kính Nên gọi là tín ngưỡng ngưỡng mộ nhất định phải buông bỏ tình chấp tình chấp là gì khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước phải buông bỏ nó ngày nay may mắn đầy đủ tính tâm và trí tuệ chúng ta rất hạnh phúc rất may mắn đầy đủ chân tính đầy đủ trí tuệ trí tuệ có thể lý giải mới có thể sanh khởi chân tính có thể nghe được pháp này không có tính tâm và trí tuệ không thể nghe pháp này ta nghe không lọt vào tai cho rằng nó là huyễn tưởng không phải là sự thật nên ở đây thêm vào một câu cho nên ngày nay tuyệt đối đừng để bỏ lỡ Lời nói này từ bi đến cực độ. Trong đời này tuyệt đối không được bỏ qua. Không nói trong đời này mà nói ngày nay, vì sao vậy? Ngày mai ta còn sống chăng ai dám chắc. Mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Nhất định phải hiểu điều này Sau khi học Phật Không tham sống không sợ chết Sanh tử là thân Tu hành mới quan trọng Ngày hôm nay không được để nó trôi qua một cách vô ích Phải tinh tấn tu học Biển là ví dụ Trí tuệ như lai rộng sâu vô bờ Giống như biển lớn Nên gọi là biển trí tuệ Trong kinh thường dùng chữ này Dĩ rộng lớn không có biên tệ Đều dùng biển để hình dung Như lai là biển trí tuệ Trong phàm phu lục đạo gọi là biển nghiệp Tạo nghiệp cũng là vô lượng vô biên Trên thực tế Biển nghiệp của chúng sanh Với biển trí tuệ của Như Lai Là một biển không phải hai Khi mê Biển trí tuệ biến thành biển nghiệp Khi ngộ Biển nghiệp lại biến thành biển trí tuệ Không có gì khác bởi vậy sanh phật không hai chúng sanh và phật là một không phải hai hiểu được đạo lý này chúng ta phải biết tôn trọng chính mình phải phát tâm thành tựu ngay trong đời này vì ta vốn là phật chỉ cần ta chịu giác ngộ quay đầu thì đời này sẽ làm phật thành phật làm phật không nhất định phải xuất gia điều này chứ gì cần phải biết bất luận là ngành nghề nào chỉ cần buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm điều mà ta cần phải làm, đều gọi là làm Phật sự. Việc gì cũng đều là Phật sự. Sở nghiệp nào cũng có thể thành Phật. Đặc biệt là nền giáo dục của Tịnh tông, Tịnh độ giáo nam nữ già trẻ các ngành các nghề vì sao vậy vì trong tâm có phật trên miệng có phật đó là phật thật không phải phật giả bất luận làm việc gì đều dùng tâm phật để làm dùng miệng phật để diễn thuyết đó nghĩa là tự hành quá tha